Việt Nam DC25, quỹ có liên quan tới Dragon Capital vừa ra thông tin về việc đăng ký mua 100 triệu chứng chỉ quỹ đầu tư cổ phiếu Việt Nam chọn lọc VFM/VSF trong khoảng thời gian từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 năm 2021. Hiện tại, Việt Nam DC25 đang nắm giữ 83,42 triệu chứng chỉ quỹ đầu tư cổ phiếu Việt Nam chọn lọc. Nếu giao dịch hoàn tất, quỹ sẽ nắm giữ tổng cộng 183,42 triệu chứng chỉ quỹ này. Tại thời điểm ngày 27 tháng 4, giá trị tài sản dòng trên chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư cổ phiếu Việt Nam chọn lọc đạt 11.594,89 đồng. Tính theo mức giá này, Việt Nam DC25 sẽ phải rót thêm gần 1.200 tỷ đồng vào quỹ đầu tư cổ phiếu Việt Nam chọn lọc. Quy mô danh mục quỹ này hiện đạt khoảng 3.340 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối quý 1, danh mục của quỹ đầu tư cổ phiếu Việt Nam chọn lọc có 24 cổ phiếu, trong đó HPG là cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất với 12,52%. Mục tiêu đầu tư của quỹ này là tìm kiếm sự tăng trưởng về vốn và thu nhập cổ tức trong dài hạn. Ngày 27 tháng 4, tại hội thảo định hình lại hệ thống tài chính toàn cầu và chiến lược của Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, tổ trưởng tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, cùng nhóm cộng sự đã đề xuất ý tưởng phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường vốn quốc tế nhằm huy động vốn cho các dự án đầu tư kinh tế xã hội giai đoạn tới. Theo nhóm nghiên cứu, thì trong giai đoạn từ 2021 đến 2030, nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, đặc biệt là hạ tầng trọng yếu về giao thông, năng lượng, công nghệ thông tin là rất lớn. Đáng chú ý, mặt bằng lãi suất hiện đang được giữ ở mức thấp trên các thị trường vốn quốc tế. Điều này sẽ tạo điều kiện cho chính phủ Việt Nam phát hành được trái phiếu với mức lãi suất danh nghĩa thấp hơn, tiết kiệm chi phí và giảm áp lực trả nợ. Sáng nay, trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục được điều chỉnh giảm nhẹ, thì giá mua bán đồng bạc xanh tại nhiều ngân hàng ít nhiều biến động so với cuối phiên trước. Tiếp theo chương trình là chùm tin vắn về hoạt động của một số doanh nghiệp. Mời quý vị cùng theo dõi. Đại hội cổ đông thường niên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương SGB diễn ra vào ngày 27 tháng 4 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với mục tiêu lợi nhuận là 135 tỷ đồng trước thuế. Theo kế hoạch trình đại hội cổ đông thông qua, Sài Gòn Bank đề ra mục tiêu tính đến cuối năm 2021 với tổng tài sản đạt 24.336 tỷ đồng, tăng 1,64% so với đầu năm 2021. Vốn huy động và dư nợ tín dụng đạt lần lượt là 20.230 tỷ đồng và 16.560 tỷ đồng, tăng 1,77% và 4,5% so với đầu năm nay. Thanh toán đối ngoại dự kiến khoảng 300 triệu đô la Mỹ, tăng 10,16% so với năm 2020. Ngân hàng đề ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 135 tỷ đồng, tăng 11,45% so với năm 2020. Công ty cổ phần Phú Tài PTB thông qua kế hoạch chia cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ. Theo đó, doanh nghiệp dự kiến dùng toàn bộ 2.540.260 cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5,51%. Trong đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 5,51 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu được chia mới sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng và thời gian dự kiến sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Công ty cổ phần Đạt Phương DPG thông báo bán cổ phiếu quỹ. Theo đó, doanh nghiệp dự kiến bán toàn bộ 1,5 triệu cổ phiếu quỹ, thời gian dự kiến từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6. Được biết, tính tới ngày 31 tháng 3 năm 2021, tổng giá trị cổ phiếu quỹ của doanh nghiệp là 36,79 tỷ đồng. Như vậy, ước tính doanh nghiệp đã mua cổ phiếu quỹ với giá trung bình là 24.525 nghìn đồng trên một cổ phiếu. Cổ phiếu DPG trong ngày 26 tháng 4 đã giảm 1.100 đồng, tương giảm 2,96% về 36.100 đồng trên một cổ phiếu và cao hơn 47,2% so với giá mua cổ phiếu quỹ trung bình. Sau đây là phần tổng hợp thị trường chứng khoán châu Á và ba kênh đầu tư tiền tệ dầu và vàng. Mời quý vị cùng theo dõi. Trên thị trường chứng khoán châu Á, tiếp tục ngược dòng trong phiên ngày hôm qua. Chứng khoán Nhật Bản giảm khi một loạt các báo cáo kết quả kinh doanh của một số công ty không đáp ứng được kỳ vọng của các nhà đầu tư. Chứng khoán Trung Quốc và chứng khoán Hồng Kông đi ngang, không được hỗ trợ bởi tin tức tích cực nào. Chứng khoán Hàn Quốc giảm nhẹ do các nhà đầu tư nước ngoài giảm vị thế trước mùa báo cáo kết quả kinh doanh. Chỉ số Nikkei giảm 0,46% xuống 28.991,89 điểm. Chỉ số Shanghai tăng 0,04% lên 3.442,61 điểm. Chỉ số Hang Seng giảm 0,04% xuống 28.941,54 điểm. Chỉ số Kospi giảm 0,06% xuống 3.215,42 điểm.
Trên thị trường tiền tệ, đồng bạc xanh đang được cho là đang củng cố và tìm cách kéo dài sự phục hồi từ mức thấp nhất trong 8 tuần và chờ đợi thông tin từ cuộc họp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và bài phát biểu của Tổng thống Joe Biden vào thứ tư. Trên thị trường thế giới, chỉ số đô la Mỹ Index đo lường biến động đồng bạc xanh 16 đồng tiền chủ chốt cập nhật đến đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam ở mức 90,953 điểm, tăng 0,07%. Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng khi OPEC, Nga và các nước đồng minh sẽ tiếp tục kế hoạch nâng nhẹ sản lượng từ ngày 1 tháng 5. Họ không thấy tác động lâu dài đến nhu cầu từ cuộc khủng hoảng COVID-19 ở Ấn Độ. Dầu thô Brent tăng 77 cent lên 66,42 đô la Mỹ trên một thùng. Dầu WTI của Mỹ tăng 1,03 đô la Mỹ lên 62,94 đô la Mỹ trên một thùng. Cuối cùng, trên thị trường kim loại quý, vàng biến động trong phạm vi hẹp do các nhà đầu tư đợi những dấu hiệu chính sách từ cuộc họp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong tuần này. Vàng giao ngày giảm 0,1% xuống 1.778,01 đô la Mỹ một ounce và kỳ hạn của Mỹ giảm 0,1% xuống 1.778,8 đô la Mỹ một ounce. Khoản tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2020 khoảng 12.100 tỷ đồng sẽ được dùng mua vaccine phòng COVID-19. Nội dung này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất về nguyên tắc trên cơ sở đề xuất của Chính phủ tại phiên họp 55 diễn ra ngày 27 tháng 4. Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, đến hết tháng 1 năm 2021, dự toán kinh phí ngân sách trung ương năm 2020 vẫn còn 64.760 tỷ đồng chưa sử dụng, không gồm các khoản đã được chuyển đổi nguồn sang năm 2021. Vì thế, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phương án phân bổ dùng nguồn tiền tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020, trong đó đề nghị được dùng 12.100 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi năm 2020 để mua vaccine COVID-19. Theo báo cáo của Bloomberg, Việt Nam tăng 4 bậc lên thứ 11 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế phục hồi tốt nhất sau COVID-19. Năm nay, Việt Nam đặt mục tiêu GDP tăng 6,5% và được dự báo sẽ tăng trưởng 7,3%. Bloomberg vừa công bố bảng xếp hạng theo tháng đánh giá khả năng phục hồi của 53 nền kinh tế từ mức tốt nhất cho tới tồi tệ nhất. Bảng xếp hạng dựa trên 10 tiêu chí để tìm ra những nền kinh tế đang ứng phó hiệu quả nhất với dịch bệnh với ít gián đoạn về kinh tế và xã hội nhất. Các dữ liệu này gồm tỷ lệ tử vong, tỷ lệ xét nghiệm, khả năng tiếp cận vaccine, khả năng tự do di chuyển, dự báo tăng trưởng kinh tế. Việt Nam tăng 4 bậc lên thứ 11 lên tổng số 53 nền kinh tế được khảo sát. Năm nay, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 6,5% và được dự báo sẽ tăng trưởng 7,3%. Bloomberg nhận định bài học rút ra trong tháng 4 là chỉ tiêm vaccine COVID-19 thôi là vẫn chưa đủ để ứng phó với đại dịch, mà còn cần áp dụng các biện pháp phòng dịch đúng hướng, đồng thời thực thi nghiêm ngặt các biện pháp. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến về đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với 8 nhóm đối tượng. Theo đó, với phương án điều chỉnh từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, mức tăng dự kiến 10%, điều chỉnh từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, mức tăng dự kiến là 15%. Trước đây, tăng lương hưu thường được kết hợp với tăng lương cơ sở. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, nhất là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kế hoạch tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đã phải tạm lùi, khiến cho việc cải cách tiền lương hưu cũng bị lùi lại. Trung tâm phân tích công ty chứng khoán SSI mới đây cho biết, mặt bằng lãi suất dự kiến duy trì mức thấp trong quý 2. Trung tâm phân tích chứng khoán SSI Research có báo cáo thị trường tiền tệ tuần vừa qua từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 4 để cập nhật thị trường mở tiếp tục không phát sinh giao dịch, lãi suất trên liên ngân hàng ở mức 0,43% trên một năm với kỳ hạn qua đêm và 0,6% trên một năm với kỳ hạn một tuần. Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, tại ngày 16 tháng 4, so với cuối năm 2020, tín dụng tăng 3,34% và tổng phương tiện thanh toán M2 tăng 3%. Nếu so với cuối tháng 4 năm 2020, tăng trưởng tín dụng và phương tiện thanh toán gần như tương đương nhau, từ 14 đến 15%. Mặt bằng lãi suất tiền gửi và cho vay không thay đổi và dự kiến sẽ tiếp tục ở mức thấp trong quý 2 do thanh khoản các ngân hàng thương mại vẫn rất dồi dào. Chuyển sang phần tin tức quốc tế, ngày 27 tháng 4, Bộ trưởng của các nước thành viên Ủy ban Giám sát Thị trường Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nước đối tác còn gọi là OPEC Cộng đã nhóm họp để thảo luận chính sách sản lượng trong bối cảnh dự báo nhu cầu năng lượng sẽ phục hồi bất chấp tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Ấn Độ, Brazil và Nhật Bản. Ủy ban đã quyết định duy trì các chính sách mà nhóm đã nhất trí tại cuộc họp ngày 1 tháng 4 vừa qua. Các nguồn tin cho biết OPEC Cộng sẽ từng bước nới lỏng các hạn chế về sản lượng dầu trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 tới, trong bối cảnh dự báo nhu cầu dầu toàn cầu sẽ hồi phục.
tác kêu gọi Anh thực thi các điều khoản về quyền lợi đánh bắt của ngư dân các nước Liên minh châu EU theo thỏa thuận sau khi Anh rời khỏi khối này, nếu không Paris sẽ có biện pháp đáp trả. Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp đã đưa ra các cảnh báo trong dấu hiệu mới nhất phản ánh căng thẳng giữa hai nước liên quan đến vấn đề nhạy cảm này. Bộ trưởng của Pháp thể hiện lập trường kiên quyết yêu cầu Anh thực hiện đầy đủ thỏa thuận giữa Anh và EU, đồng thời tuyên bố Paris sẽ có hành động đáp trả trong lĩnh vực khác nếu cần thiết. Cụ thể, Pháp có thể gây khó dễ cho việc cấp phép các nhà hàng cung cấp dịch vụ tài chính của Anh hoạt động tại EU. Ông kêu gọi sự bình đẳng, đồng thời nhấn mạnh thực hiện các cam kết là nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên. Theo phản ánh của ngư dân Pháp, hoạt động đánh bắt của họ tại vùng biển của Anh đã bị cản trở liên quan đến những khó khăn trong quy trình cấp giấy phép của giới chức Anh. Ngư dân Pháp cho biết giới chức Anh chỉ cấp phép cho 22 trong tổng số 120 tàu thuyền đánh cá của ngư dân Pháp hoạt động tại vùng biển Anh. Cơ quan chức năng Mỹ xác nhận thêm 2 trường hợp bị chứng máu đông cục sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 của hãng Johnson & Johnson. Theo CNN, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ vào ngày 27 tháng 4 đã xác nhận thêm 2 bệnh nhân bị tình trạng cục máu đông hiếm gặp sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 của hãng Johnson & Johnson, nâng tổng số ca mắc chứng huyết khối kèm theo hội chứng giảm tiểu cầu lên 17 trường hợp. Người phát ngôn CDC cho biết cơ quan này đã được thông báo về 2 trường hợp mới vào cuối tuần trước, trong đó một trường hợp là một bệnh nhân nam, người còn lại là phụ nữ. Do các vấn đề riêng tư, CDC không tiết lộ thêm thông tin, ngoài việc cho biết cả hai người đều dưới 60 tuổi. Tất cả các trường hợp bị cục máu đông sau tiêm vaccine J&J tại Mỹ trước đó đều xảy ra ở phụ nữ. Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng thành lập một trung tâm tiêm chủng quy mô lớn ở thủ đô Tokyo để đẩy nhanh công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người cao tuổi. Bộ trưởng Kishi cho biết, trung tâm với sự tham gia của các bác sĩ và y tá thuộc lực lượng phòng vệ hoạt động trong khoảng 3 tháng. Ông cho biết cũng đã được chỉ đạo hỗ trợ kế hoạch thành lập một trung tâm tiêm chủng quy mô lớn ở khu vực miền Tây với trung tâm là Osaka, nơi dịch bệnh đã lây lan nhanh hơn so với các nơi khác trên cả nước Nhật sau khi trung tâm ở Tokyo hoàn thành việc tiêm chủng cho người cao tuổi. Chương trình tiêm chủng sẽ tiếp tục được triển khai cho những người mắc bệnh tâm lý nền như tiểu đường và các nhân viên ở các viện dưỡng lão. Theo các nguồn tin, trung tâm tiêm chủng sẽ được đặt trong một tòa nhà ở chính phủ ở quận Otemachi thuộc trung tâm thủ đô Tokyo với sự hỗ trợ của Văn phòng Nội các và Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản. Trong bối cảnh tình hình đại dịch COVID-19 ở đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc đang có xu hướng cải thiện, chính quyền đặc khu đã quyết định nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội thông qua chương trình bong bóng vaccine có hiệu lực từ ngày 29 tháng 4. Thông báo được đưa ra bởi Cục Dự trữ Y tế và Vệ sinh Thực phẩm Hồng Kông Sophia Chan đưa ra vào ngày 27 tháng 4. Bà Sophia Chan cho biết các nhà hàng đủ điều kiện có thể mở cửa hoạt động muộn nhất đến 2 giờ sáng hôm sau và 6 loại hình kinh doanh, trong đó có quán bar, karaoke và phòng tiệc có thể mở cửa trở lại sau thời gian dài đóng cửa từ cuối tháng 11 năm 2020. Nếu tất cả nhân viên đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19, các nhà hàng có thể mở cửa đến 0 giờ. Với điều kiện, khách hàng cần cài đặt và sử dụng ứng dụng đi lại an toàn và nhà hàng chỉ được phục vụ 50% công suất. Nếu tất cả nhân viên đã tiêm đủ 2 liều vaccine được 14 ngày thì nhà hàng có thể mở cửa đến 2 giờ sáng hôm sau. Các khách hàng cũng phải cài đặt và sử dụng ứng dụng đi lại an toàn và công suất phục vụ là 75%.